Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kissinger và Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 3 tháng 12, BBC tiếng Việt đăng bài Việt Nam Cộng Hòa, ông Kissinger đã nói và làm gì với hai tổng thống Nixon và Nguyễn Văn Thiệu của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là cựu tổng trưởng kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1973 đến năm 1975, phụ tá về tái thiết của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng Khi đồng minh tháo chạy 2005 và Khi đồng minh nhảy vào 2016. Hình ảnh bài bình luận trên BBC tiếng Việt. Tác giả cho biết tại Bắc Kinh, các quan chức và truyền thông Trung Quốc đang thương tiếc cái chết của Henry Kissinger. Tác giả trích lời ông Tập Cận Bình ca ngợi Kissinger là chiến lược gia nổi tiếng thế giới và là người bạn cũ tốt lành. Bởi Kissinger có một tầm nhìn về trật tự thế giới tam cực, đưa Trung Quốc lên ngang hàng với Hoa Kỳ và Liên Xô. Vì vậy, ông đã có những đóng góp lớn lao để nối lại bang giao Mỹ-Trung nửa thế kỷ trước, rồi từ đó đã tiếp tục yểm trợ cho quốc gia này trở thành cường quốc số 2 trên thế giới. Nhưng tác giả cho hay, để làm được những điều đó, Kissinger đã mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Năm 1972, Kissinger bắt được tay ông Mao, thì năm 1973, ông buông ngay tay ông Thiệu. Năm 1973 đã đưa danh vọng của Kissinger lên tuyệt đỉnh khi ông nhận được giải Nobel vì đã mang lại hòa bình cho Việt Nam và cho cả Hoa Kỳ qua Hiệp định Paris. Tác giả dẫn phê phán trong cuốn sách Kissinger: A Biography năm 2005 của tác giả nổi tiếng Walter Isaacson cho rằng để thi hành hiệp định này thì cần phải thực hiện một sự phản bội kinh hoàng đối với chế độ miền Nam Việt Nam. Và dù cố ý đánh lừa một đồng minh, ông Kissinger vẫn thoát thân được mà danh tiếng không hề bị tổn hại, thật là đáng ngạc nhiên. Hình ảnh cuộc gặp ngày 29 tháng 11 năm 1973 giữa phụ tá ngoại giao của Tổng thống Thiệu, ông Nguyễn Phú Đức với Tổng thống Nixon và Kissinger. Tác giả đề cập đến sự kiện ngày 29 tháng 11 năm 1973, cách ngày ông Kissinger tạ thế đúng 50 năm. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thiệu nghi ngờ Kissinger không báo cáo đầy đủ về Hiệp định Paris đối với Tổng thống Nixon, nên ông muốn gặp trực tiếp ông Nixon nhưng bị Kissinger ngăn cản. Sau đó, Tổng thống Nixon đồng ý gặp phụ tá ngoại giao của Tổng thống Thiệu là tiến sĩ Nguyễn Phú Đức. Tại cuộc gặp này, ông Đức đã trao cho Tổng thống Nixon bức tâm thư dài 24 trang của Tổng thống Thiệu, trong đó có câu: "Nhân dân Việt Nam không thể làm gì ít hơn là gửi tới ngài một cách hết sức chân thành và thẳng thắn quan điểm của họ về vấn đề này, vì họ sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải pháp đàm phán sắp được kết thúc." Tuy nhiên, theo tác giả, Kissinger lại nói với Nixon rằng cuộc gặp này là vì lý do chính trị, vì ông Thiệu đang bị chống đối ở Sài Gòn nên muốn có buổi họp để chứng tỏ với dân chúng rằng ông ta có sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ. Đồng thời, Kissinger còn mạ lị ông Thiệu và khuyên ông Nixon phải cứng rắn đến mức tàn nhẫn. Kissinger còn nói rằng tất cả phía Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý với hiệp định, chỉ trừ ông Thiệu, đồng thời cố vấn cho Nixon phải ép Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận hiệp định. Hình ảnh lá thư mời Kissinger tranh luận về Việt Nam năm 2010, nhưng ông ta im lặng. Tác giả cho biết trở về Sài Gòn, ông Đức báo cáo với Tổng thống Thiệu: "Tổng thống Nixon nói với tôi rằng hiệp định này chỉ là một mảnh giấy, điều quan trọng là chúng tôi quyết tâm yểm trợ các ông." Nhưng lịch sử đã xảy ra khác hẳn. 2 năm sau Hiệp định Paris, Việt Nam Cộng Hòa đã đi vào dĩ vãng, nhưng tiếng tăm của ông Kissinger vẫn tiếp tục nổi lên như sóng cồn. Bởi ngay từ mùa hè năm 1972, ông ta đã cố vấn cho Nixon rằng việc Bắc Việt nuốt trọn miền Nam là do hậu quả của sự bất tài của miền Nam. Sau khi ông Thiệu trả lời phỏng vấn một tờ báo Đức với nội dung "Người Mỹ đã phản bội chúng tôi", Kissinger đã viết một lá thư cho ông Thiệu để phân trần. Thư có đoạn viết: "Giả như năm 1972 chúng tôi đã biết được những gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ, thì chúng tôi đã không tiến hành như chúng tôi đã làm. Tôi không trông đợi sự thuyết phục được ngài. Ít nhất, tôi có thể cố gắng xin ngài tin tưởng ở lòng hối hận và sự kính trọng vẫn còn của tôi." Tuy nhiên, vào năm 2010, trong một hội thảo tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Kissinger đã phần nào thú nhận một cách mập mờ về trách nhiệm của mình, hầu hết những sai lầm ở Việt Nam do chính chúng tôi gây ra cho mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Kissinger và Việt Nam Cộng Hòa. Không còn những tiếng nói trung thực, Quốc hội trở nên điều hiu. Ngày 30 tháng 11, blogger Trần Hiếu Chân có bài Một Quốc hội điều hiu đăng trên AFA tiếng Việt. Tác giả nhận xét thắng lợi nhãn tiền của Bộ Công an và các cơ quan tư pháp là đã tạm thời tạo thành được đội ngũ phản biện chói tai tại nghị trường. Những buổi chất vấn ở Quốc hội từ nay sẽ điều hiu, buồn tẻ. Tác giả cho biết Phó ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng sổ khám hơn 10 ngày nay mà báo chí nhà nước không cho biết thêm thông tin gì. Tiếng nói của ông, tiếng nói phê phán trực tiếp công an và kiểm sát, từ nay sẽ không còn được cất lên ở chốn nghị trường. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dịp này chỉ bàn về những vấn đề từng được chất vấn và giám sát trước đây, chứ không bàn về những vấn đề đang nổi cộm lên hiện nay. Tác giả nhận xét, lèo lái chương trình theo cách nói trên, Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện cho các đại biểu né tránh được những đề tài đang gây sốc trong công luận. Đặc biệt nhất là hai scandal hiện đang nóng như hỏa diệm sơn, vụ bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng và vụ án Tây Đình, Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Pháp. Trong khi các trang mạng xã hội và dư luận trong công chúng thì đang sôi sùng sục, các ông bà nghĩ có đầy đủ lý do để phú lĩnh các đề tài này. Vì nghị trình chất vấn chưa cho phép đề cập đến những vấn đề nóng đang nổi lên hiện nay. Tuy nhiên, những slogan quen thuộc thì vẫn được mạng xã hội giống lên. Nhìn gương mặt ông Lưu Bình Nhưỡng, nhiều cử tri tự hỏi, đấu tranh rồi tránh đâu? Hoặc một cán bộ cao cấp, đại biểu quốc hội còn vậy thì dân đen sẽ ra sao? Nhưng tác giả cho rằng, quốc hội càng điều hiu bao nhiêu thì mạng xã hội và báo đài quốc tế càng sôi sục bấy nhiêu. Một ngày sau khi ông Nhưỡng bị bắt khẩn cấp, AFA có ngay phóng sự dài, phản ánh tâm trạng của dân chúng. Một người dân cho rằng, cứ mỗi lần chuẩn bị nhân sự của đảng cho nhiệm kỳ mới là lại có những vụ án gây chấn động dư luận. Đồng thời người này giải thích, công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là vì ông đã va chạm quá nhiều đối với những lực lượng siêu quyền lực ở Việt Nam. Người ta muốn ông im lặng trước Đại hội 14. Hình ảnh không ai tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, tác giả bình luận, cái đích mà Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới trong việc bắt phó ban dân nguyện không chỉ là để bịt mồm các đại biểu muốn chuyển tải lòng dân lên quốc hội, mà đảng còn muốn nhắm tới một tương lai xa hơn, đó là dọn dẹp bãi đáp cho chuyến bay, chia chác quyền lực trong nội bộ. Còn đối với vụ Vạn Thịnh Phát, tác giả cho hay, từ cách đây hơn một năm, nhà báo Trần Đông A đã từng bình luận trên VOA, đảng và nhà nước đang sử dụng Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho trò chơi vương quyền của mình. Ngay cả một vài tờ báo mậu dịch cũng tìm cách xé rào, sử dụng ý kiến thảo luận từ các đại biểu hoặc các cuộc phỏng vấn tại hành lang quốc hội để báo động cho công luận về bản chất các vụ án, chứ không chỉ dừng lại ở những tảng băng trôi trên bề mặt. Tóm lại, tác giả kết luận, Đảng Cộng sản muốn thông qua các công cụ của mình là công an và tư pháp để bằng mọi giá phải tạo thanh cho được đội ngũ phản biện chói tai tại nghị trường. Bất chấp sự công phẫn của xã hội, bởi vì não trạng hiện nay của lãnh đạo Đảng Cộng sản là càng có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và phương Tây, thì càng phải tăng cường bắt bớ và đàn áp, đến mức xóa sổ được xã hội dân sự cũng như những tiếng nói trung ngôn ngay trong nội bộ đảng ra khỏi sinh hoạt chính trị của đất nước. Tuy nhiên, những đợt sóng hỏa diệm sơn trong lòng chế độ khó có thể dập tắt bằng bạo lực và trấn áp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Không còn những tiếng nói trung thực, quốc hội trở nên điều hiu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.